thấy chương trình này cũng rất là hay, có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn anh. Thì nói chung mình lên trên này là mình người thật việc thật, mình không có sợ bị lừa gạt. Dạ. Nhất cái thứ hai nữa là mình lớn tuổi rồi, mình cũng không có thích đua đòi rồi. Vì bây giờ theo hai người thương nhau thì hợp tác lại thì sống quãng đời còn lại thôi. Giờ lớn tuổi rồi cưới hỏi làm gì cho nó, dạ, nó phức tạp lắm. Mảnh ghép yêu thương xin kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay chương trình phát sóng có tiếp một anh cũng từ thành phố Hồ Chí Minh đến với chương trình Mảnh ghép yêu thương. Dạ, chương trình xin kính chào anh. Dạ, chào anh. Anh có thể chào khán giả và cho khán giả biết họ tên anh và năm sinh. Dạ, xin chào khán giả cộng đồng mạng. Anh nói lớn. Dạ, trong và ngoài nước. Dạ. Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1964, dạ, quê quán tại Trà Vinh. 64 là năm nay 59 tuổi. Dạ. Dạ. Anh gì quên? Tên nha, anh gì với dạ, em quên. Hùng. Anh Hùng à, anh Hùng. Anh Hùng là làm sao mà biết được cái chương trình của tụi em để anh đến đây anh Hùng? Dạ, cũng mới xem qua cũng mấy tuần nay. Dạ. Thấy nó không hơi hay hay. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Anh Hùng, anh đến với chương trình của tụi em đó, anh thông qua anh xem được những cái clip nào anh? Những cái video nào mà anh có chấm được cái mảnh ghép trên đó chưa? Có coi được cái video hồi hôm là của cái cô mà ở bên Úc Châu gì đó. À. Rồi anh Hùng đến với cái chương trình Mảnh ghép yêu thương này nè anh, rồi cái tình trạng hôn nhân của mình như thế nào anh? Nói chung là lúc ở trong quân đội phục vụ bên đất bạn á. Yeah. Là có một có vợ năm 86. Dạ. Anh nói lớn lên giùm. Dạ, có vợ năm 86 rồi đang phục vụ ở bên Campuchia. Thì vợ ở nhà mới đi là viện HO á. Rồi có ra tòa ly dị cho vợ đi. Tới năm 90 về rút quân về ở đóng ở Sài Gòn ở tới nay luôn là không có vợ nữa. Yeah. Yeah. Rồi trong khi mà anh về anh ra quân rồi anh về Sài Gòn. Yeah. Anh sống anh có về quê Trà Vinh mình không? Dạ, yeah, có. Có anh. Rồi cái khoảng thời gian đó tới nay anh có trải qua mối tình nào nữa không anh Hùng? Dạ, yeah, không anh. Không có qua mối tình nào không luôn. Qua anh. Mối tình nào. Ở vậy làm ăn luôn ha. Dạ. Yeah. Công việc sinh sống của anh bây giờ anh làm nghề gì anh Hùng? Em làm bên an ninh của du lịch đó anh. Wow, an ninh du lịch luôn ấy nha. À. Vậy là anh đi du lịch nhiều lắm ha. Dạ. Đi du lịch vậy mà không kết được cô nào hả? Nói chung mình cũng không dám. Dạ. Vậy hôm nay là anh đến với chương trình Mảnh ghép yêu thương là anh muốn nhờ chương trình ghép nói cho anh một cái mảnh ghép để đi với mình suốt quãng đời còn lại anh Hùng ha. Dạ, đúng rồi. Dạ. Rồi ngoài cái video mà anh Hùng xem cái cô đó. Dạ. Rồi anh Hùng có muốn là những cái người khác sẽ đến với mình không? Dạ, cũng được, nhưng mà có cái là tùy theo duyên đi. Dạ, thì giờ vì, mình cứ lên vậy đó, rồi nếu không được với người bên kia thì người nào cũng được. Dạ. Nhưng mà phải thiệt tình, phải chung thủy. Tại vì cái chương trình của tụi em phát sóng lên á, nó sẽ lan tỏa rất là xa. Dạ. Dạ, thì cũng sẽ có rất là nhiều chị cô sẽ xem cái video này. Dạ. Và sẽ thấy anh. Dạ. Rồi biết đâu họ sẽ chấm anh ở cái điểm nào đó thì họ sẽ đồng cảm á, rồi họ sẽ gọi đến chương trình thì xin nhờ để ghép. Thì anh có đồng ý không? Dạ. Dạ. Rồi anh đến với chương trình nè, anh muốn cái mảnh ghép của mình là một người mẫu phụ nữ như thế nào anh Hùng? Nói chung là người mẫu phụ nữ là phải sống, phải thiệt tình, thứ nhất. Thứ hai nữa là không có lừa dối với nhau.
Thứ ba nữa là mình không có đua đòi nó kia nữa. Nó sống ví dụ hai người mà hợp tình hợp ý nhau á thì sống có gì ăn nấy, làm cùng làm, ăn cùng ở. Vậy thôi chứ còn ngoài ra đơn giản không có cần đòi hỏi gì hết. Anh có muốn tìm cái người phụ nữ là có độ tuổi bao nhiêu trở lên? Độ tuổi thì chạng tuổi mình đi. 59 tuổi, trở lên ha. Dạ, 59 trở lên. Dạ. Anh có cần cái mẫu người phụ nữ là có đẹp hay là xấu? Nói chung là cũng sạch sẽ, lịch sự rồi được rồi, không cần đẹp xấu nhưng mà biết ứng xử với nhau được rồi. Dạ, không cần. Công việc của anh có thường đi vắng nhà không anh Hùng? Dạ, nói chung là công việc của tôi là đi nhiều hơn ở nhà. Đó, dạ. Dạ. Thì cái này mấy chị cũng cần nên biết. Dạ, vì về với nhau thì nói cái chung gì là cái công việc nhiều khi anh đi suốt á. Đi cũng bất thường lắm. Dạ. Ít có nhà thường, những ví dụ rảnh giờ nào ở nhà giờ đó thôi. Dạ. Có chuyện là mình phải đi. Dạ. Dạ. Là dạng như là đi đột xuất phải không? Dạ, dạ, đi đột xuất. Dạ, anh nói anh ở thành phố là nhà mình luôn hay là anh thuê? Không, ở thành phố, ở cơ quan luôn, không có chung cơ quan. Cơ quan, dạ. Anh là an ninh bên du lịch mà. Dạ. Dạng như bây giờ là cái có nghĩa. Nói chung là cái tour đi du lịch là nếu mà nó cần tới mình là mình phải đi. Dạ. Dạ. Đi theo hỗ giống trợ. Như là mình cũng giống như là an ninh nó dạ. Cao hơn bảo vệ chút. Dạ đúng rồi. Quản lý bên bảo vệ luôn. Quản lý bên bảo vệ luôn. Dạ. Thì anh muốn khi mà cái mảnh ghép mà về với anh á, rồi cái chỗ nơi anh ở đó có nói chung là hai nhà, người có ở chung được không? Dạ không, ở với nhà, ở cơ quan thì ở cũng được, nhưng nhà thì có. Có nhà đó. Nhà có thì có nhà tình nghĩa. Nhà tình nghĩa ở đâu anh? Nhà tình nghĩa Trà Vinh. Ở Trà Vinh. Có nghĩa là nếu mà có cái chị nào đó ưng thì về Trà Vinh sau. Về Trà Vinh cũng được mà về quê cô đó cũng được, không sao á. Ở đâu có nghĩa cũng là được nhưng mà anh có thể quyền làm chuyển. Ăn rồi à, làm ăn được là được. Miễn sao cô đó biết làm ăn là được ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi cái thu nhập của cái cuộc sống mình á. Anh làm cái nghề mà an ninh du lịch đó, nó có đảm bảo cho cái cuộc sống của hai người sau này không? Nói chung là lương bình quân mỗi tháng từ 10.500.000 đến 10.200.000. Dạ. Nói chung là bình quân là nó như vậy mỗi tháng. Dạ. Còn ví dụ có tiền thưởng từ này kia thì nó riêng, mình không tính tới mấy vụ đó. Lương cơ bản mình là 10.500.000. Rồi anh có cần cái người phụ nữ là phải có một cái gì đó gọi là tài sản hay là nhà cửa? Chung là mình không tài sản thì mình không cần thiết. Ví dụ giờ về nếu mà mình chung sống với nhau là tự lập thôi, chứ còn nói chung là tài sản bên ai cũng vậy thôi. Dạ. Yeah. Yeah. Có nghĩa là hai người đến với nhau, yeah. Bắt tay với nhau là biết lo làm ăn. Đúng rồi, phải yeah. Thiệt tình với nhau là lo làm ăn là được rồi, không yeah. Cần thiết cái chuyện tài sản, ví dụ mình không làm lấy gì có, làm yeah. Mới có thôi. Đúng rồi, chú. Yeah. Khi anh Hùng chia tay người vợ đầu tiên của mình á, yeah. Anh Hùng có hai người, có mấy người con? Chung là cưới nhau mới có 6 tháng thôi, là lúc đi Campuchia và ảnh ở bên Campuchia là vợ ở nhà không có con nữa. Không có con luôn. Dạ. Dạ. Tới nay luôn. Tới nay luôn. Ở dạ. Tới nay luôn. Rồi gia đình mình anh em đồ cũng vẫn còn đầy đủ. Dạ, cha mẹ thì chết hết rồi, còn anh em thì còn tới 8 anh em nữa. Ở Trà Vinh mình ở huyện nào anh? Ở Châu Thành Trà Vinh. Châu Thành Trà Vinh luôn hả? Dạ. Và là vẫn có nhà ở dưới đó. Dạ. Yeah. Yeah. Vậy là cũng vậy là ổn. Anh là người dân tộc Khmer đúng không anh? Không, người Việt. Người Việt, Việt. Anh là người Kinh mà, người Việt. À. Yeah, mấy anh em của anh chắc cũng ở Trà Vinh chứ đâu có lên thành phố không? Không, mấy anh em là đi lập nghiệp ở Bình Phước với Bà Rịa Vũng Tàu. Các tỉnh. Các tỉnh. Rồi khi cái chương trình của tụi em phát sóng lên nè,
thì sẽ nhận rất là nhiều cuộc gọi từ các cô các chị muốn tìm hiểu để ghép đôi với anh. Anh có sẵn sàng đến với chương trình một lần nữa để mình ghi hình hai người ngồi tâm sự với nhau để mình trao đổi đó, để mình coi có hợp với nhau không, đặng mình tiến tới. Dạ được. Anh có rảnh để mà tới một lần nữa không? Dạ được. À được anh ha. Những lúc rảnh rỗi thì anh thường làm gì? Nói chung là cái việc công việc của tôi á, là nói chung là nó không có rảnh được. Không rảnh. Trong cuộc sống của mình anh có bia rượu hay là hút thuốc gì? Dạ nói chung là bia rượu không biết, thuốc cũng không hút. Thuốc là không hút luôn ha. Cuộc sống mình là thế mạnh của anh là cái gì anh Hùng? Cái điểm mạnh của mình? Cái điểm mạnh của tôi là coi như tính tình của người tôi là coi như đâu đó phải dứt khoát. Không có nói tiếng đi tiếng lợi là tôi không thích. Thứ hai nữa là tôi làm việc phải dứt khoát. Đâu phải ra đó chứ còn nói mà nói vậy mà làm khác là tôi không đồng ý. Còn cái điểm yếu của tôi thì nói chung hai mềm lòng. Có khóc không anh? Chung thì cũng hay, nói chung là xúc động thì cũng hay khóc. Mềm lòng có đôi ly, có cái đôi khi nhiều khi rơi lệ hả? Dạ đúng rồi. Ông nhưng mà cho em hỏi là lúc mà anh chia tay cái cô đó đó thì anh có rơi lệ không? Nói chung là vợ chồng thì ai không thương, cũng có chứ không phải không có, thì mới cưới nhau mới 6 tháng thôi. Nhưng mà tại vì hoàn cảnh của mình phục vụ bên đất bạn thì mình không biết sống chết ngày nào, nên ra người ta có cái việc người ta đã đi đoàn tụ với gia đình thì tôi sẽ sẵn sàng tôi hy sinh ly dị cho người đó đi với gia đình. Nhưng tôi cũng còn thương, nhưng mà tôi đợi năm nay, tới năm nay rồi thì người đó đã hay tin ở bên đó đã có chồng có con có cháu nội rồi. Thành ra từng ấy năm nay mà từng ấy năm tới nay mà anh chờ đợi luôn đó hả? Là không quen một cô nào luôn, không quen người nào nữa hết. Hay thực thật, rất là chân đông luôn. Thế là đến ngày hôm nay thì anh hay tin rồi mình mới quyết định đi tìm cái mảnh ghép cho mình. Dạ đúng rồi. Như có chị nào giờ xem chương trình mảnh ghép yêu thương này mà thích anh á, mà đã có con rồi anh có chịu không? Nói chung thì có con cũng vẫn được thôi, không sao hết. Ý là dạ như về sống chung với anh? Dạ về sống chung thì cũng hòa đồng thôi, chứ còn nói chung con người ta cũng như mình thương con người ta là mình phải bế con thôi. Chấp nhận là phải bế thôi. Trong cuộc sống của mình anh có cái tánh gia trưởng không? Dạ không, nói chung là tôi sống không có gia trưởng, nhưng mà tính tôi là phải thiệt tình, sống với tôi là phải thiệt tình chứ không giả dối với nhau. Em hỏi này nó tế dị chút, sau này về vụ tiền bạc anh thích giữ hay là... Nói chung tiền bạc thì tôi là rất là thoáng. Chung là vợ con xài cứ thoải mái, nhưng mà xài phải đúng mục đích. Vậy thôi. Đúng mục đích mới được nha. Cái đó là cái tiêu chí nó phải đúng mà. Dạ đúng rồi. Chứ xài ví dụ bây giờ xài cái gì cứ nói. Không có để giấu giếm với nhau mà xài lén lút là không được. Không mà mấy chị nhanh tay lên nha. Có nghĩa là ảnh là một cái người an ninh du lịch, có nghĩa là mấy chị về là đi du lịch thoải mái luôn, đi suốt luôn. Nhưng mà giờ nè anh, giờ ví dụ như mình quen một người đó đó, mà người đó anh có nhín thời gian ra để mà đi chơi đây đó hay không? Tại vì thấy là anh làm an ninh nó mất, nó chiếm thời gian nhiều lắm. Dạ được. Nói chung là tôi bên đó là xin nghỉ phép, đúng rồi, giờ nào cũng vẫn được, năm mười ngày vẫn được mà. Dạ đúng rồi, một năm nó cũng phải có mười mấy ngày. Dạ, phép đúng rồi. Mà phải có phép thì cái chuyện đó thì để sau này hai người đến với nhau. Dạ, đúng rồi. Thì tự thương lượng với nhau. Dạ. Trong cuộc sống anh ha, thì chương trình chỉ hỏi sơ sơ để cho quý vị khán giả xem, hoặc là mấy chị nghe, mấy chị hiểu về cái cuộc đời của anh nhiều hơn. Dạ. Để anh có cơ hội là mấy chị đến với anh. Dạ dạ. Thì cái clip này khi mà đưa lên đó thì sẽ nhận được rất là nhiều cuộc gọi đến. Nhưng mà tụi em cũng sẽ ghi hình những cái chị hoặc những cái cô nào đó muốn ghép nói với anh, rồi đưa lên sóng.
Rồi tụi em sẽ gọi anh. Dạ. À, coi anh có cái mẫu người như thế này anh có đồng ý không? Dạ. À, đồng ý thì em sẽ gọi điện cho hai người tới để mà giáp mặt với nhau, mình trò chuyện tìm hiểu lẫn nhau. À, dạ. Nếu mà được thì mình tiến tới hẹn hò gì đó thì giữa hai người anh ha. Dạ. Tụi em chúng là cái nhịp cầu để kết nối những cái mảnh ghép yêu thương để đi đến cái quãng đời sau cùng. Nếu mà anh chị đến được với nhau thì chương trình tụi em cũng rất là vui. Dạ. Dạ. Còn hãy nếu mà tốt hơn nữa thì anh chị tổ chức một vài mâm cái bắt đầu cái mời tụi em tới ghi hình thì tuyệt vời hơn nữa. Dạ. Rồi, nãy giờ nè anh tới chương trình tụi em, anh thấy chương trình tụi em làm việc như thế nào, anh thấy có cởi mở không? Nói chung là thấy chương trình này cũng rất là hay. Dạ. Có ý nghĩa. Dạ, cảm ơn anh. Thì nói chung mình lên trên này là mình người thật việc thật, mình không có sợ bị lừa gạt. Dạ. Nhất cái thứ hai nữa là mình lớn tuổi rồi, mình cũng không có thích đua đòi rồi. Vì bây giờ theo hai người thương nhau thì hợp tác lại thì sống quãng đời còn lại thôi. Giờ lớn tuổi rồi cưới hỏi làm gì cho nó. Dạ. nó phức tạp lắm. Dạ, dạ, mà nói chung là anh cũng lớn tuổi, anh cũng thích lên hình nhiều. Dạ. Vì làm bên ngành anh cũng không có thích lên hình nhiều. Khi mà dạ. đưa lên mạng vậy nè, nó có ảnh hưởng tới công việc của anh không? Dạ, nói chung là cũng ảnh hưởng thì nó không ảnh hưởng, nhưng mà có cái mình không có thích lên nhiều á. Tại vì cái phát sóng này là tụi em sẽ đưa lên. Dạ. Sẽ đưa lên thì anh cũng biết mà mạng xã hội. Nói chung là đơn vị trong đơn vị anh em cũng xí xó cho mình. Chí xó cho mình là cũng đốc mình đi lên trên này tìm thôi cho nó chắc ăn. À, vậy rồi. Vậy là anh em là có chấp nhận rồi. Dạ. Là có nghĩa là cũng đốc thúc lên. Nói là đốc thúc lên này làm đi kiếm thì cho nó chắc ăn hơn. Dạ. Để mình quen ngoài nhiều khi người ta đâu biết người nào tốt, người nào xấu, nó cũng khó lắm. Dạ. Lừa gạt nhiều lắm. À. Hồi sớm mà anh tới đó mà anh không gọi em không được, anh có cảm giác như thế nào? Dạ, nói chung cũng hơi hụt hẫng. Dạ. Xuống tới đây rồi mà tìm cũng được rồi, đi quay trở về. Vì cái chương trình của em là 8:30 là tụi em dạ, ngắt máy để mà phỏng vấn với anh gì nè. Hay nhiều khi cô chú gọi tới không được thì cô chú có thể là cứ gọi tiếp, ví dụ như mà nhắn tin để rồi là... thì có thể là nhắn tin Zalo thì em sẽ tiếp. Dạ. Dạ, như giờ thì anh đang làm việc và ở cơ quan, như có chị nào đó thích anh rồi giờ kêu anh giờ về bên chỗ chị ở luôn, khỏi ở cơ quan anh có gì quan trọng cũng được, không có gì hết. Tôi là cái chỗ ở là tôi không có quan trọng, vì nhà mình cũng nghèo mà nhà nói chung là đủ ăn đủ mặc đủ xài thôi, chứ còn nói chung không dư giả hơn người ta. Nhà tình nghĩa của quân đội có cho mà đâu có lớn đâu, cũng 50 mét vuông thôi. À, nói chung hai chồng ở được. Nói đúng ra thì cái công việc của anh thì nó cũng hợp lệ thôi. Ví dụ như chị nào đến thì cái công việc mình làm mưu sinh mà. Thì làm sao mình bỏ được thì đồng ý về với chị ha, nhưng mà công việc mình thì mình vẫn làm. Dạ, vẫn làm anh. Chứ bây giờ mình bỏ công việc đó ra làm gì? Bây giờ lớn tuổi thì làm gì? Dạ đó. Nói chung là tuổi của tôi giờ nếu mà đi ra làm ở ngoài làm đâu có nổi. Đúng rồi. Mà làm cũng lương đâu có được như vậy. Dạ. Chung mình làm nó tới ngày mình cuối đời thôi. Ví dụ người ta không còn tận dụng mình nữa thì mình về đó, mình dành dụm chút đỉnh mình về mình dưỡng già thôi chứ đâu đòi hỏi gì nữa. Giờ sống 5-10 năm nữa cũng chết rồi đâu, chưa chắc gì được 5-10 năm nữa hên xui. Đâu có nói trước được. Đúng rồi, cuộc đời dạ. Vô thường mà. Nhiều khi bữa nay mai cũng chừng nữa, nói chung mình không biết được, vậy thôi. Thoáng ha. Giờ mình cứ sống được ngày nào hay ngày nấy đi. Làm ăn cứ sống cứ phải làm ăn, chứ còn nói không làm ăn là không đồng ý. Ai cũng phải làm ít làm nhiều cũng phải làm. Đó, vậy. Dạ, như anh làm bên an ninh thì anh thấy cũng đi gặp cái chị đó nó hơi dũng dẻo một xíu. Dạ. Anh có chịu. Nói chung là phụ nữ mà mình phải xí gió người ta, dĩ nhiên người ta phải có cái đó thôi. Dũng dẻo. Nói chung là tình cảm, mặt về mặt tình cảm tôi rất là thoáng. Cái đó còn cưng hơn nữa anh ha. Dạ đúng rồi, rất là thoáng. Nhưng mà có cái là phải thiệt tình. Sống với tôi là phải dứt khoát. Chứ không có sống núi này trong núi nọ là không được. Dứt khoát. Bản tính của tôi là của quân đội, ngay ăn ngay nói thẳng. Chứ không có úp mở được. Rồi
Hôm nay anh đến với chương trình Mảnh Ghép Yêu Thương là anh cũng tín nhiệm cái chương trình anh mới đến. Dạ thì chương trình cũng xin phép anh là sẽ phát sóng cái đoạn video này lên. Dạ để tìm cái mảnh ghép cho anh ha. Cũng cầu chúc cho anh là sớm tìm được cái mảnh ghép như ý của mình để đi suốt cái quãng đời còn lại anh Hùng ha. Chương trình cũng rất là cảm ơn qua cái cuộc trò chuyện này. Thì bây giờ trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, anh Hùng có gửi có lời nào gửi đến quý vị khán giả cũng như là cái mảnh ghép của mình sau này không anh Hùng? Nói chung cũng lên chương trình này cũng có cái cô ở bên Úc á, Úc Châu vậy đó. Cũng xin số điện thoại thì mấy anh cứ cho số để liên lạc nói chuyện với nhau, nếu hợp thì được. Bởi vì mình cái nghề của mình thì cũng ít có ở nhà. Ra mình cũng thích cái chỗ của cô đó, nói là năm ba tháng, bốn tháng thì mình về cũng được thôi, không gì hết. Thì nói mà cũng sẽ cố gắng ha. Nếu mà không được cái mảnh ghép đó anh thì mình vẫn còn rất là nhiều những cái mảnh ghép khác thiếu gì. Nên là ra anh cũng yên chí ha. Thì có gì thì tụi em sẽ liên lạc với anh. Rồi sẽ báo kết quả với anh. Rồi ví dụ như có cái mảnh ghép nào thích hợp á thì tụi em sẽ mời hai người đến với chương trình. Chúng ta sẽ tâm sự gì đó, rồi khi mà hợp tâm đầu ý hợp thì về với nhau. Thì thôi em cũng một lần nữa chân thành cảm ơn anh Hùng đã đến với chương trình tụi em ha. Cũng gửi lời chúc đến quý vị khán giả có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.